Tục đây là phần 2, Kim nhờ cái này về lock nó sẽ khóa lại, nó không chim chỉnh thông số trên đây. Nhờ gì bình thường mới chim chỉnh. Chứ mấy ngày nó còn gì ISO, ví dụ mua cuộn phim bao nhiêu thì em có up and down cho ISO nó đúng với cái cuộn phim em mua. Rồi PC là nút check pin, nếu mà nó báo vậy nè là còn pin, nó kêu cạch 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 là còn. Rồi bây giờ anh sẽ hướng dẫn em cách để lock phim ở trong máy. Rồi phim kéo cái này xuống, kéo xuống trước, bỏ đầu lòi ra nè, hướng xuống, kéo qua đây một đoạn như thế này, xong đóng nắp lại. Ok, kéo vừa để này, vừa để nút trên, vừa kéo nhẹ xuống gài lại, nó sẽ kêu cạch cạch cạch. Đó là số 1 là bắt đầu chụp được, hết gì mình có thể chụp đó. Đó, nó cho mình chụp một cách rất là liên tục và nhanh chóng. Ok, giờ anh sẽ test thử cho anh xem là coi thử là nó chụp đúng hay không. Ok. Rồi, nhớ nha, để này vậy chữ O là đúng nhất nha. Còn nếu mà chỉnh thông số thì kiểu như là trong view ngắm nó báo thông số bao nhiêu, của bên đây thì việc của em là phải chỉnh về đúng số đó trên cái len. Rồi, khi mà nó hết phim nó sẽ kêu píp 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 píp. Và em giúp anh làm một cái thao tác là đầu tiên, cách để tua phim, nhấn nút này một cái. Ủa, kéo cái này qua, kéo cái này qua, xong nhấn cái nút này thì phim nó sẽ tự động được trả về vị trí ban đầu. Bình thường khi mình gắn một cuộn phim vô trong máy, mình sẽ để phim như vậy, khi mình chụp hết thì mình mới nhấn cho nó tua. Thì con này nó rất là khỏe ở chỗ là nó sẽ tự động tua cho em không cần phải làm gì hết đó. Mấy nó sướng không? Rồi, thì giờ khi mà nó tua hết rồi, em nhấn nút này, kéo này xuống, mở ra. Rồi, đóng lại thì cũng làm như phương pháp anh nói, để nhẹ vô nhấn cái này gạt xuống cho nó gài lại. Ok. Không có phim, có phim thì nó sẽ kiểu, nó đếm, mình sẽ nghe tiếng nó dày hơn. Còn không có phim thì nghe tiếng nó nhẹ nhàng hơn. Ok. Rồi, trên máy này thì nó chỉ còn, chỉ có nhiêu đó chức năng thôi. Thì em cứ sử dụng máy, nếu mà có vấn đề gì đó quên thì có thể nhắn cho anh. Con này thì hiện tại sắp tới anh sẽ về khá là nhiều để cho mấy bạn mới chơi chụp dễ hơn và khỏe hơn. Anh nói thiệt thì hồi xưa anh tặng con này cho một người bạn của anh. Thì người bạn đó bây giờ vẫn còn xài thì vì nó rất là khỏe. Chỉ có là cái khe pin nó nên cẩn thận một xíu, coi chừng bị gãy. Và cái nắp này nè, là lưu ý mở là mở ra như vậy, gắn vô thì nhấn xong kéo xuống cho gài lại. Ok, rồi chỉ vậy thôi là xong. Rồi, ok, máy sẽ có kèm nắp và kèm dây đeo cho em nha. Chúc em sẽ có những shot hình đẹp với con Canon T70 này.